đẹp với dầu ô liu và mật ong. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm mặt nạ trị nám rất hiệu quả từ mật ong và dầu ô liu. Các bạn lấy 2 thìa mật ong nguyên chất cho vào bát, dầu ô liu siêu nguyên chất, cho thêm 1 thìa dầu ô liu vào bát, dùng thìa hoặc đũa trộn đều, cho vào lò vi sóng hầm nóng trong vòng 20 giây. Các bạn nhớ là hỗn hợp phải được đun ấm nhưng không quá nóng nhé. Bôi một ít hỗn hợp lên khuỷu tay để kiểm tra xem độ ẩm đã vừa chưa. Dùng chổi quét hỗn hợp lên mặt. Tôi thấy thật nhẹ nhàng và dễ chịu. Quét tiếp lên những phần còn lại. Để trong vòng 5 phút, hỗn hợp sẽ nguội đi và xè lại. Sau khi đắp mặt nạ, làn da của bạn được trẻ hóa và mềm mại hơn. Mặt nạ này thích hợp với da khô và da bị nám. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.